có gì không? Rồi, Thành Nguyên bên chào anh nha. Rồi. À, trước tiên thì anh gửi lời chào tới cho tất cả quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên và Điều Anh ha. Chào tất cả cô chú anh chị trong cộng đồng mạng trên kênh của Thành Nguyên. Nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi, bây giờ anh cho em hay nào. Hôm nay anh đến từ đâu anh ạ? Em đến từ Tiền Giang, Cái Bè. Cái Bè Tiền Giang. Cái Bè Tiền Giang. Vâng, vâng. Rồi, anh họ tên là gì, sinh năm bao nhiêu và công việc là như thế nào anh? Họ tên Quỳnh Ngọc Hiếu, sinh năm 1981. Quỳnh Ngọc Hiếu. Nghề nghiệp mua bán kiểng. Dạ. Mua bán kiểng. Mua bán cây kiểng. À, cây kiểng. Các loại cây kiểng với đồ cổ. À, cả, chơi cả đồ cổ nữa anh. Chậu cổ với đồ. Chậu cổ hả? À, vậy hả? Thì đang cũng đa năng ha. Dạ. À, thế rồi cái công việc đó là anh làm cho mình luôn hay sao? Tự làm chủ bản thân mình. Như mình mua ba cái đồ chậu cổ, chậu xưa, bể đôn, bể đồ về nhà rồi mình phục chế lại, mình thẩm mỹ lại cũng được. À vậy hả? Nhưng mà những cái đồ đó là nó bị vỡ ra rồi mình làm lại được. Nó vỡ ra như da chai đó. Nhưng mà bán cũng được không? Được chứ. À, vẫn được luôn hả? Được. À vậy hả? À, cái mức thu nhập từ cái việc đó như nào anh nó chia sẻ cho? Nó cũng vô chừng đôi lúc mình mua một cái cây gì mình bán lại 5-10 triệu cũng có. 1-2 triệu cũng có, vốn cũng có. Bán vốn cũng có nữa. Vốn cũng có, chứ mình không có nói là nó thu nhập tháng mấy chục. Thì tùy theo nó, tháng đó nó có duyên rồi mình đi kiếm được cái món đồ đó ngon thì mình bán được. Nhưng mà cái nguồn đó thì nó có nhiều không anh? Nhiều chứ. Nhiều hơn. Nhiều. Cổ thì theo anh là từ bao nhiêu năm thì mới được gọi là cổ? Cổ thì là chừng 100 năm. Trên 100 năm thì mới còn gọi là cổ. Còn mà nó cái đồ mà vài chục năm đồ xưa thôi. Dạ. Rồi cái tình trạng hôn nhân của anh Huỳnh Ngọc Kiều là như nào anh cho thành viên? Là đó có quen người bạn như sống chung như vợ chồng cũng được 2-3 năm gì đó rồi. Sống không hợp nhau nữa, tự nó về cũng có níu kéo nhiều lần lắm rồi mà nó quyết định về. Về bên trên gia đình á. Dạ. Rồi giờ cũng dứt dạc luôn rồi, thấy cha mẹ thì mất hết rồi. Cha mẹ của em á mất hết rồi. Rồi cha mẹ thì mất được 13-14 năm, cha mới mất đây 3 năm. Dạ. Còn được tình trạng là năm anh em, 4 trai 1 gái mà vâng. Có chồng có vợ cho người. Vâng. Riêng em ở nhà cúng, nhà ấy có cái nhà ngay sau lưng ủy ban, nhà cái chợ nhỏ nhỏ đó. Vâng. Rồi làm nghề sống bây giờ thấy dạng như sống một mình thui thủi quá, tìm một người để về chung sống rồi cơm nước sớm hơn với mình. Dạ. Cũng không cần gì đẹp gì mấy nhưng mà cái chung thủy thật lòng á. Vâng. Không cần ta có nhà nữa gì đó ở rồi như mình kiếm công chuyện gì mình làm cũng được. Chứ không phải cần thiết gì người ta có nhà giàu có của cải chứ. Vâng, vâng. Mình thì không có nói mình giàu đủ ăn đủ lo người ta. Dạ. Chọn người á thì vô tầm trạng cỡ 40 trở lại, tại vì bên đây hồi đó ở chung mà không có con. Vâng, vâng, vâng. Bên kia thì có con cũng được, con nhỏ cũng được. Chứ không phải là mình già tuổi này mà kén chọn gì nữa. Dạ. Hai anh chị là chia tay nhau là được bao nhiêu lâu rồi? Một năm mà. Được một năm nay nè. Thì sống mình nó buồn quá rồi, anh em hàng nào mấy có công ăn việc làm hết trơn rồi, nó đâu có tới lui đâu. Dạ. Rồi nó giờ con có thằng nào có thằng mình đâu, nó đâu có gì sao này già đâu nuôi mình. Giờ phải có đứa con cũng được. Dạ. Tầm mốt là năm nay là 42 ha. Rồi thì Thành Nguyên cứ hỏi về cái tình trạng hôn nhân cũng như là về cái công việc của anh Hiếu để cho các chị các em biết. Rồi thì cái mong muốn của anh như thế nào thì mình cứ bày tỏ thôi. Thì mong muốn tìm một người ví dụ như mặt mình dạng như làm tiếp nhiều người khách hàng á thì vợ vui vẻ. Ví dụ công việc vợ là công việc vợ, công việc chồng là công việc chồng. Rồi biết chia sẻ trong cái cuộc sống. Ví dụ như ở bên đây á, cha mẹ mất hết thì coi bên vợ như cái người thân của mình vậy đó. Nhưng mà quan trọng là phải chung thủy. Tại vâng. Giờ riêng em lị tình dữ lắm. Vâng. Nhưng mà mình đặt niềm tin lớn vào ai cái là bắt đầu là mình muốn khùng gì nữa đó vậy đó. Rồi rồi nó không có tâm trí để mà ăn. Tại vì mình trong khi mình tập trung mình sửa cái kiểng đó đi.
nhưng mà bây giờ nó vướng vô chuyện tình cảm muốn bỏ luôn vậy đó. Nó dở là cái chỗ đó. Còn mà không có số chăng qua. Thứ hai nữa là nhậu thì cũng đám tiệc là nhậu một hai lon là xỉn rồi, chứ không phải mình nói mình không biết nhậu, hút thuốc thì không có biết. Với cờ bạc thì không có, ngày xưa còn nhỏ chơi nghe, bây giờ là không có chơi. Tại vì mình là lo cho mình. Đó là một mình phải lo cho mình vậy thôi. Chỉ cần một người chung tình là được. Rồi mặt ưa nhìn, dễ nhìn, biết ăn mặc là được rồi, chứ không có quyền kén chọn nữa. Còn công việc thì có cũng được, không có cũng được, về anh lo. Không có nhà bên kia, không có nhà cũng được nữa. Không có mà nhà. Thậm chí mà bây giờ mà đi bán vé số làm hồ cũng được, nhưng mà cái mặt là phải sáng rồi vui vẻ một chút. Tiểu cũng như con người tốt á. Còn mà về đó là có nhà có cửa rồi sẵn, mình đâu có lệ thuộc đâu. Nhưng mà nó không có bự thiệt, nhưng mà nó cũng có chỗ chui ra chui vào. Thì về vợ chồng tập trung nhau màng lo ăn vậy thôi. Như vậy là các cô sau này mà về kết nối với anh á, thì là cứ về nhà anh, chứ anh không có về bên kia được đúng không? Không về bên kia được. Mà ví dụ như tại cái nhà đó là nhà thờ rồi, cũng hồi đó giờ cũng kêu anh em về đó ở. Mà nó không có chịu, tại thằng nào nó có nhà cửa. Rồi bây giờ thờ mẹ, rồi giờ mình bỏ về bên vợ á, mình thỉnh bả về, rồi bên vợ có chịu không hả? Mình bỏ vậy rồi sao, không lẽ bỏ quan. Nó vậy đó, nó nặng là vậy đó. Cái mong muốn của anh Hiếu thì đơn giản quá rồi. Chỉ yêu cầu là các cô là phải vui vẻ hoạt bát ha. Vui vẻ hoạt bát mà trung tình, đừng có nói dốc nói láo. Ở đây là thiệt tình lắm. Mua bán bên cái đồ này thì người ta nói dân đó là cũng trời biển không có. Mua thực tế lắm, thì mua tôi mua vậy đó. Rồi tôi bán vậy đó, anh mua được thì mua được thôi. Chứ không có nói dốc nói láo chị. Nói chung buôn bán đồ cổ mà mình mà không có thật thà là người ta không có đặt cái niềm tin vào mình đâu. Đúng, làm ăn cái gì cũng phải có cái chữ tín. Nên cái số lượng khách hàng của em nó cũng hơi bị nhiều, nhưng mà em tiếp là dạng như dân cũng có được không ạ? Nên Tết tại vì tiếm mong có một người nó hơi sớm hơn là Tết nay cũng đi chợ Vĩnh Long bán á. Năm nào cũng mướn lô bán đó. Mình bán cây phôi, bán cây bông qua rồi đó. Nó nằm dạng qua kiển thôi chứ không phải là hàng bông nha. Rồi có người ở nhà giữ nhà đồ. Rồi cái hoặc sớm hơn, thí dụ như mình bó mai hay bó tùng, mình dẫn mình điều xe qua bên đây thì có vợ ở nhà hay có người mình ở nhà chỉ. Thì trong cái thời gian tìm bạn như vậy đó, là giờ mình có số điện thoại với nhau, mình kết bạn nhau, thấy hợp thì mình đi sâu hơn nữa. Đúng rồi, dạ dạ. Còn mà không hợp thì không thắng từ từ, chứ giờ làm sao giờ. Vâng, thì Thành Nguyên tóm tắt lại cái ý của anh Huỳnh Ngọc Hiếu ha. Anh Hiếu thì là năm nay là 42, và anh mong muốn tìm các cô đâu đó cũng độ tuổi xem bằng anh ha, khoảng 40 gì đó ha. 40 rồi khoảng ba mấy cũng được. Ba mấy cũng được. Trường hợp mà đừng có lớn hơn quá. Lớn hơn 1-2 tuổi được không? Được. Được ha. Rồi. Còn về công việc, về điều kiện này kia nọ thì anh không có mong muốn gì, miễn sao là người đó phải trung tình và vui vẻ hoạt bát ha. Về mà đi làm mệt mà nhìn cô vợ mà mặt lúc nào cũng chầm chầm lúc đó mệt mỏi lắm. Nói chung là cái mong muốn của anh ấy thì không phải là anh mong muốn đâu, mà hầu như là người đàn ông nào cũng mong muốn cái người vợ của mình là vui vẻ trong gia đình. Nhưng mà tỏ thái độ này kia nọ thì chắc là không ai thích đâu. Tại vì làm ăn vợ chồng cũng không, ở đây cũng không có gia trưởng nữa. Dạ. Tại vì mình sống làm sao mà thoải mái thôi, chứ ví dụ như vợ hồi đó ở chung với vợ vậy đó, rồi nó muốn mặn là thì cho nó đi làm vậy đó, thấy nó cực khổ. Đôi lúc vợ đi làm ở nhà kinh 2-3 thao đồ giặt luôn nha. Rồi nhà thấy vậy đó là tự quét tự lao luôn, nó ngủ rồi đóng cửa nhẹ cho ngủ, trong khi nó đi làm đó nó mệt đó. Chứ đâu có gia trưởng đâu, mà tại vì nó có con cái rồi, giờ sau này con cái nó làm ăn được rồi, nó sống cái cách mà nó hơi sang chảnh. Lúc mà nghèo á thì nó khó khăn á thì nó rất là thật lòng. Lúc mà mình sắm cho nó được chiếc xe rồi điện thoại rồi quần áo này kia là bắt đầu nó hơi thay đổi, nói chuyện hơi có khác. Nên mỗi lần vậy nó buồn bã, rồi nó màng ăn nó phải nó ngẳng lại cái nữa. Giờ mong làm sao mà tìm một người cho nó chung tình, rồi cũng biết nếu có duyên thì gặp nhau chứ giờ làm sao. Rồi ok anh, thì sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này tới cho các cô.
Vậy cô nào mà thấy anh Huỳnh Ngọc Hiếu mà phù hợp đó thì các cô liên hệ với em thì em sẽ cho anh hay. Yeah. Rồi. Tại vì ở trên kênh cũng có gặp một người hổm có 2-3 đời chồng đó, mà nó 4 đứa con gì đó, nhưng mà thấy cái mẫu người chọn đẹp trai rồi phong độ giàu có gì đó, rồi cái tựa đề đó mấy á không có nhớ, nhưng mà mình lên đây á là mình để mình chỉ nói chuyện vậy thôi, nếu mà ai thấy cái cộng đồng chung cái cảnh ngộ để thông cảm được á thì mình về mình kết nối với nhau, rồi nếu mà hợp mình đi xa hơn nữa. Dạ. Chứ ở đây là không có cần giàu luôn. Ví dụ như cần biết lo làm ăn, có tánh cầu tiến là được à. Thế rồi ngày hôm nay là anh bày tỏ bản thân hay là anh mong muốn bày tỏ tới cho cái cô đó? Không có, bày tỏ cái bản thân của mình. Bày tỏ tất cả những cái bên mấy cái người mà nó cùng chung cái cảnh mình đang sống độc thân á. Vâng. Đó là hôm đó là anh xem cái clip của cô đó thì anh nói vậy thôi đúng không? À. Chứ không hẳn là bày tỏ tới cô đó. Không. Dạ. Rồi. Anh chia sẻ thêm cái điểm mạnh và điểm yếu của anh cho Thành Vinh nghe nào. Cái điểm mạnh thì tự một mình vươn lên, tại cha mẹ mất là không có cho, chứ tự một mình làm cái gì cũng làm được. Dạ. Còn điểm yếu thì nó hay lụy tình vậy thôi. Hay lụy tình. Cũng như là mình thương cái người nào đó rồi cái người đó mà làm cho mình như chia tay, chủ động chia tay vì mình trong khi mình không có tội á, có lỗi gì á, nhưng mà chia tay vậy mình thấy hơi buồn chứ không muốn làm ăn gì chứ. Nó cũng cả năm trời hả, mấy năm trời nó mới ngoan ngoai lại. Cái đó là cái điểm yếu dữ lắm. Nó cũng hơi dở cái chỗ đó. Mà có vợ có chồng coi là một mực đi làm, đi con đường nào về ngay con đường đó chứ không phải chăng qua nghe. Mà cái đáp án tại cái số vậy đó. Rồi ok anh. Thì những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của anh Huỳnh Ngọc Hiếu thì quý vị cũng đã nghe rồi. Và Thành Nguyên cũng hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay thì anh sẽ nắm được cái bàn tay của cô nào đó như anh mong muốn hả anh ha. Rồi cuối chương trình thì anh Hiếu có điều gì đó muốn gửi gắm tới cho các cô cũng như là quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều nè. Thì ai mà đang sống độc thân mà nằm cỡ 40 trở lại, 35, 36 tuổi gì đó thì gãy đổ hôn nhân cũng được, độc thân cũng được. Nếu mà thấy hợp hay gì đó liên lạc với anh Thành Nguyên giùm. Và người đó thì chưa có con cũng được mà có con rồi cũng được. Cũng được, nhưng mà về nhà thì con của người ta như con của mình. Nhưng mà mình nói nó nghe là được. Mình thương mẹ anh phải bế con. Nhưng mà nó hơn đứa với hai trở lại thôi, nhiều quá sao vậy? Hai đứa trở lại thôi đúng không? Nhiều quá lo không nổi. Lo không nổi. Không phải mình dạy nó không được thôi, nhưng mà không có con thì cũng tốt. Nhưng mà thích nhất là có con của mình. Mình sống chung với cái người đó là có con. Thì giờ có con nếu mà mình thấy hợp với nhau á, cái tuổi nào cũng thành vấn đề, nhưng mà ngày xưa còn coi tuổi chứ giờ đâu coi nữa. Giờ nếu mà mình thấy nếu mà nói chuyện hợp với nhau thì mình cứ đến với nhau, còn vụ con cái mình bàn sau. Chứ giờ kén chọn quá mình khó khăn quá cũng không ai chịu mình đâu. Rồi ok anh, những gì anh chia sẻ thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây rồi. Thì việc của anh thì sau ngày hôm nay thì anh Hiếu cứ chờ thông tin thôi. Có gì đó thì em sẽ cho anh hay sau ha. Rồi. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì những gì anh Hiếu chia sẻ thì quý vị cũng đã nghe. Còn bây giờ Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cho theo cùng Thành Nguyên. Rồi em cũng chúc cho anh thật là nhiều sức khỏe và thành công, cũng như là sớm tìm được cái ý đúng nhân như mong muốn. Chào các cô chú bác nha. Rồi chúc cho anh trên đường về bạn sự bình an nha. Rồi.